tí anh. Rồi thấy nó đánh như bom. Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị con Amly đời nông BMA 760. Mẹ này chữ ký hay chữ ký hết nha. Con này thì nó có hai cái hồi gỗ bóng piano hai bên, tuyệt đẹp luôn quý vị, tuyệt đẹp luôn. Điện 100V, công suất 230W, hầu như là nó tẩn tất cả các dòng loa. Quý vị như đôi Sarkin Vega LS15 này nó bass 40 nữa quý vị. Công suất nó khoảng công suất nó khá cao quý vị, mà nó khoảng từ 200W. Thì đánh rất căng đôi loa này luôn quý vị. Nhích lên chỉ 9 giờ thôi, đánh căng. Thì con 760 này là hầu như là đánh những dòng đi tông 77 hơn kia 77, nó đánh rất là hay quý vị. Những dòng bass 30, 40 nó đánh rất là căng, rất là tuyệt vời. Do nó sử dụng 4 cái con sò xanh Kennevix, dùng sò hiệu suất cao. Lần trước em bán một con, hôm nay em về tiếp được một con nữa. Bởi vì con này đẹp hơn con trước nha. Đây quý vị quan sát ha, con này đẹp hơn con trước. Thì phía trên này nó cũng có một số cái vết chày lấm tấm lông mèo ha, phải có thôi quý vị. Còn mặt thì rất là đẹp, hai cái hồi gỗ quý vị rất là đẹp luôn. Quý vị xem ha, đây công suất 230W, đấy, điện 100V, và với cái tầm giá là 5.9 triệu thì thật sự là khó tìm một con Amly mà đánh tuyệt vời như vậy. Con này quý vị có thể ghép vang hát karaoke rất là hay, ghép vang hát karaoke quý vị rất tuyệt vời luôn. Đây em sẵn đây em tháo cho quý vị xem bên trong luôn ha. Nội thất cực kỳ đẹp ha quý vị, nguyên bản hết. Còn hai con ốc ở trong luôn. Đánh rất là căng quý vị. Con này thì quý vị ghép vàng hát karaoke thì vừa tầm giá rất là hợp lý, và cái chất âm nó là khá hay quý vị. Quý vị cần những con âm ly khỏe, hát rap, hát karaoke, vừa hát vừa nghe, thì những con này là cái sự lựa chọn rất là hợp lý quý vị. Quý vị xem ha, bên trong rất là đẹp luôn quý vị, rất đẹp quý vị nha, mặt rất là đẹp luôn quý vị. Đánh 4 con săn kèn 2 vít ha, 4 con săn kèn 2 vít quý vị ha, xem dĩ mặt rất là đẹp luôn. Tổng khô bụi ha. Trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là cái lớp trí tuệ đầu tư. Đây, xuồng bên đó các bạn. Xuồng bên đây. Đây. Với mức giá 5.9 triệu thôi quý vị.
vô cùng. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.